Thưa quý vị, trong năm nay, năm 2020, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, các tuyến đường, cầu, cao tốc đang và sẽ được xúc tiến công tác giải phóng mặt bằng xây dựng. Trong đó có nhiều dự án giao thông quan trọng tạo liên kết vùng tại khu vực phía đông thành phố, kết nối đến các tỉnh liền kề như Đồng Nai. Những thông tin này đang ảnh hưởng rất tích cực đến sự phát triển thị trường bất động sản ở khu vực phía đông thành phố, tạo sức hút lớn ở những dự án dự kiến sẽ được hưởng lợi từ hạ tầng giao thông. Hương Lộ 2, con đường được đầu tư kết nối thẳng đến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Dự kiến giai đoạn 2, tuyến bắt đầu từ cầu Vàm Cái Sức sẽ khởi công trong quý 3 năm nay. Việc hoàn thành con đường huyết mạch này sẽ giúp các dự án bất động sản nằm trong khu vực như là Aqua City sẽ được hưởng lợi rất lớn. Từ đây, chỉ mất khoảng 20 phút đi vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hay cảng hàng không quốc tế Long Thành tương lai bằng đường bộ. Khu đông thành phố Hồ Chí Minh hướng về phía Đồng Nai, nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đang được chính phủ và tỉnh đẩy mạnh đầu tư như là cảng hàng không quốc tế Long Thành, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, Dầu Dây Phan Thiết, đường liên vùng 4, Hương Lộ 2. Ngày năm nay, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết sẽ khởi công 27 dự án hạ tầng giao thông, trong đó có nhiều công trình trọng điểm ở khu đông, giúp khu vực này sở hữu nhiều lợi thế so với các nơi khác. Theo ông Khương, sức hấp dẫn của khu đông thành phố Hồ Chí Minh đã được nhiều chủ đầu tư nhìn thấy trước từ cách đây hàng chục năm. Và giờ khi hạ tầng phát triển cũng là lúc rất nhiều dự án quy mô lớn được tung ra thị trường. Là những cái dự án mà có quy hoạch bài bản, đủ cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật ở đây giao thông kết nối và cái kinh tế đô thị. Làm sao người ở đó có thể đi làm và người đó họ làm ở đâu cũng được. Phía đông thành phố chúng ta đang giải quyết được việc đó. Liên tục đầu tư mạnh mẽ hạ tầng giao thông, quỹ đất còn rất là dồi dào. Theo các chuyên gia, bất động sản phía đông thành phố Hồ Chí Minh với những dự án được quy hoạch bài bản của các nhà phát triển uy tín tiếp tục là tâm điểm thu hút các nhà đầu tư, là điểm sáng của thị trường trong thời gian tới.